السادس من أركان الإيمان. Chủ cột thứ sáu trong trụ cột của đức tin. الإيمان بالقضاء والقدر. Đó chính là chúng ta tin tưởng vào số phận và định mệnh của chúng ta. له أربع مراتب, أربع درجات. Và nó sẽ có bốn cấp bậc. الدرجة الأولى. Cấp bậc thứ nhất. أن تؤمن أن الله عالم كل شيء. Đó chính là chúng ta tin tưởng rằng Allah Subhanahu wa Taala biết tất cả mọi thứ. وكل شيء مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى. Và tất cả những gì đã được ấn định thì Allah Subhanahu wa Taala chính là đấng đã ấn định nó. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. Và những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ngoại trừ đó là ý muốn của Allah Subhanahu wa Taala. وأنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة. Và chúng ta chính là một tạo vật của Allah Subhanahu wa Taala và tất cả những việc làm của chúng ta cũng chính là tạo vật của Allah Subhanahu wa Taala. ماذا أصنع أنا؟ Và chúng ta sẽ làm gì؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. Đó chính là chúng ta tin tưởng vào bốn cấp bậc này. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من أهل الجنة. Và chúng ta cầu xin Allah Subhanahu wa Taala ban cho chúng ta trở thành một cư dân của thiên đàng. أعمل بعمل أهل الجنة. Và làm những công việc mà những cư dân của thiên đàng đã làm. وأدعو الله سبحانه وتعالى ألا أعمل بعمل أهل النار. Và chúng ta cầu xin Allah Subhanahu wa Taala che chở chúng ta để chúng ta không phải thực hiện những cái việc mà những cư dân của địa ngục đã làm. ولا أعمل بعمل أهل النار. Và không làm những cái việc mà những cư dân của hỏa ngục hay làm. أجمع بين الإيمان. أجمع أني أؤمن بهذا المراتب الأربع مع العمل بعمل أهل الجنة. Và chúng ta làm những công việc của cư dân thiên đàng đó bằng đức tin của chúng ta. Nào.